Bà Tư, bà làm gì? Làm gì ngồi hững hờ vậy? Tôi đang suy nghĩ, tự nhiên tôi xếp với lịch tôi làm dấu nè. Mà giờ tôi không nhớ là cái ngày này là cái ngày gì nữa nè. Xếp lịch làm dấu đã rồi không nhớ là sao? Ủa, mà mình xếp làm gì ta? Trời đất ơi, hồi sáng giờ không pha trà luôn. Có mà. Có đâu đi nè, dợp đi. Có trà đâu. Trời đất. Sao kỳ ta? Gì kỳ cái gì? Vô pha đi chứ còn kỳ gì nữa. Rõ ràng gì mà cũng kỳ kỳ. Thì tôi quên, để vô tôi pha. À, trời ơi. Không, tôi quên. Quên gì nữa? Hết trà rồi. Trời đất ơi, pha trà mỗi ngày mà hết trà không biết luôn. Thôi, để tôi chạy ụ ra chợ, tôi mua liền cho ông nha. Ừ. Trời ơi, bà nay nay sao vậy ta? Quên trước quên sau hoài vậy? Cái ông Tư này thiệt tình chứ. Uống hết trà mà cũng không nói mình biết nữa. Mới sáng mà nói mình đi chợ mình mua luôn rồi, giờ phải mất công đi vòng ra nữa. Ủa, Nhái. Má. Ủa, Nhái. Má ở đâu vậy? Má đi chợ. Ủa rồi con bay đi đâu đây? Dạ con đi lên trạm y tế á, coi lịch uống vitamin cho thằng Cóc. Mà đáng lẽ ra là má qua đi chung với con á, mà con chờ má hoài còn không thấy nên con điên mình luôn. À, má nhớ rồi. Gì má? Ngày mai á là tới ngày uống vitamin thần cấp. Hèn gì ở nhà má có đánh dấu lịch á mà cái tự nhiên má quên, má không biết là cái ngày gì. Chưa, con đúng là con nghi không có sai mà. Con nghĩ là má quên nên giờ con phải đi lên con coi nè. Mà con biết con dạo này á, không biết cái đầu óc của má nó làm sao á. Ủa mà má đi chợ mua cái gì vậy? Hen. Mua cái gì ta? Mèn đét ơi. Má quên má mua gì luôn hả? Hồi nãy á thì má nhớ. Bây giờ nói chuyện với bay lát giờ quên mất tiêu rồi. Trời ơi, vậy giờ sao? Thôi giờ đi về, chừng nào nhớ thì vòng ra mua chứ làm sao giờ. Hả? Vậy thôi má về ha. Dạ má.